Katoomba. Nice walk. Đó. Ở đây họ thắp đèn cho mình này, buổi tối mình có thể đi ở trong rừng này các bạn. Đó. Buổi tối có thể đi xuống rừng được nha. Đi xuống thăm thác. Chưa. Đấy, cái đèn họ làm được gì đâu. Đèn để trong cái tay cầm. Họ khoan cái lỗ này để làm đèn vào không hả mình? Wow. Thế nếu thường là trong rừng là các bạn sợ đi vào buổi tối thì đây đó, có đường đi cho các bạn luôn. Tiếng người cười nói xôn xao kìa. Tiếng người cười nói xôn xao. Trời ơi, hôm qua mình đến cái chỗ cái thác này nó chảy như là kinh khủng. Bây giờ thì đã đỡ rồi. Đó. Đây đi xuống thác nước nha các bạn. Đi xuống thác nước. Còn ra đây chụp trong rừng đêm khuya là đây là một trải nghiệm mà các bạn thấy rất là thú vị đó. Cái đường thì họ đã làm rất là cẩn thận, rất là bằng phẳng cho mình đi rồi, nhưng mà ngày xưa thì không có đèn nên đây, bây giờ họ tạo cái sự thú vị cho cái khu rừng á, khu bảo tồn này á, nên họ làm đèn đó các bạn. Và tiếp tục đi. Như đây họ cũng tắt đèn các bạn nhìn thấy này. Đây mình sẽ đi đến Katoomba Falls Lookout, điểm ngắm thác Katoomba.
trời là gió hơi bị mạnh các bạn. Gió 40 cây số một giờ. Đấy, hôm qua có bão nhưng hôm nay đường vẫn còn đường đất, vẫn còn rất là lầy. Ê chà. Ồm, thấy cái gì ta? Mọi người sẽ nhìn thấy cái gì? Mặt nào bố? Ok, bố đi đi. Mẹ dậy mẹ ra giờ. Là mình chỉ sợ con thì nó xông ra cái hú hồn, con không sợ đâu. Bên cạnh mình nó có vệ sĩ rồi, vệ sĩ chồng. À, đây là Katoomba Full Look Out nha. Dạ, dưỡng da đi giờ này không có nắng. Tránh gió tránh mưa nha, có bàn ăn nữa nha. Và tiếp tục kia tìm điểm ngắm tháp các bạn. Thôi đây rồi, điểm ngắm tháp Katoomba. Wow, tháp Katoomba over there. Three sisters, the water. Look. Yeah.
đây đêm đầy sao tối om luôn. Rất là nổi tiếng của Blue Mountain. Và hôm nay họ cũng đã làm đèn sáng trưng, rất là thu hút, mời gọi các bạn tới điểm ngắm Three Sisters, một núi ba chị em.